Tôi tên là Nguyễn Minh Dự, hiện tại tôi đã có 15 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ ẩm thực. Công việc hiện tại của tôi là chuyên tư vấn, setup, tuyển dụng, training và vận hành cái chuỗi nhà hàng cao cấp với khách sạn 4 sao. Tôi đến từ thành phố Nha Trang, nơi có bãi biển dài và vô cùng đẹp. Đến với cuộc thi này, tôi mong muốn mang những nguyên liệu, thực phẩm rẻ tiền của bà con nông dân trồng trọt để chế biến thành những món ăn cao cấp và xứng đáng để đặt lên cái bàn tiệc của quốc tế. Tôi luôn khao khát sự thành công bằng chính năng lực cố gắng mỗi ngày của mình. Đến với cuộc thi Top Chef năm 2023, tôi tự tin mang đến kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm chế biến món ăn của một người đầu bếp chuyên nghiệp qua những món ăn đậm bản sắc vùng miền và phong cách trang trí Âu Châu. Gặp lại các bạn tại vòng audition ngày 17 tháng 4.